Vừa Mai Như Huỳnh mến chào cả nhà khách thân mến ơi, thì tiếp tục em cũng giới thiệu cả nhà mình bộ 4 để chúng ta chơi Tết mini nha. Thì loại này chúng ta để bàn là cực kỳ dễ thương luôn, và coi như là nó thích hợp với không gian nhỏ hẹp cả nhà. Rồi ha, em đo cho cả nhà mình xem ha, là chiều cao là khoảng 2 gang tay em nha. Thì loại này em ghép được, nó có cây nó cũng gần liền cốt 100%, có cây nó còn mém một tí nha cả nhà. Nụ thì rất là nhiều luôn ha. Thì đây là giảo siêu nụ nha. Cái loại giảo siêu nụ này cả nhà thấy á, đặc biệt là cái bộ đế nè, nó nở cái đế quấn rễ rất là đẹp luôn nè cả nhà. Nó ôm nụ chi chít ha. Và loại này mình về mình cũng lấy bo được á mọi người. Đây, mình lấy bo đồ được á, rễ rất là đẹp luôn nè ha. Em thấy một cây nó cũng được 1, 2, 3, 4, 5 cái nhánh luôn. Chiều cao em đo là 2 gang tay của em nha, là 35cm. Có những cây nó lùn hơn thì khoảng cỡ 3 tấc thôi nha cả nhà. Nhưng mà mọi người nhìn xem cái nụ nè, quá trời nụ luôn. Thì đo đây là cái giống mai giảo siêu nụ giống mới nha cả nhà. Nó không giống như là Thủ Đức ha. Nó là phiên bản sau của Thủ Đức nha. Đó, lá nó nhuyễn hơn nha mọi người. Rồi ai thích siêu nụ thì alo cho em nha. 125.000 một cây và 4 cây em bao phí vận chuyển. Nếu chúng ta lấy combo 4 loại thì mỗi loại cây vẫn được nha mọi người. Đó, nụ là an tâm luôn, quá trời luôn cả nhà. Chi chít rất là nhiều luôn nè. Y dày đặc như xương cá luôn. Thì cây nào cũng được quấn đế rất là đẹp nha cả nhà. Đó, quấn đế đủ kiểu nha. Nó trong 4 loại thì nó là nhỏ bé nhất cả nhà, nhưng mà nó là nụ nhiều nhất luôn ha. Siêu nụ nha, giảo siêu nụ. Rồi, cây thì cũng em tính từ 3 tấc đổ lên đi, có dư cho dễ chứ để thiếu thì cả nhà mình không có tưởng tượng ra cái cây ha, nó đang nằm ở trong chậu C5 á. Rồi bây giờ một loại nữa thứ hai đó là Thủ Đức nha. Nó có mấy cái bông bự cho bá luôn nè cả nhà, bự quá tí luôn. Đây em cho cả nhà mình xem. Thì những loại của bên Huỳnh á, giới thiệu với mọi người là đều là ghép hết rồi, nên mặt hoa là chuẩn rồi. Ôi tay của Huỳnh dơ quá. Đây cả nhà, em thử ngắt cho cả nhà mình xem nha. Đây ha, nó là từ 8 đến 12 cánh thôi nha cả nhà, và rất là to nha. Nó nở sáng giờ rồi cả nhà. 2, 4, 6, 8 á, 8 cánh ha mọi người. Đó, thì những cái cây này là em cũng ghép được 2 năm rồi. Có nghĩa là ghép đầu cuối năm, tức là đầu năm vừa rồi á, thay vì Tết á cả nhà, thì được 1 năm ha. Thì bắt đầu á là đôm. Đây cả nhà thấy cái dấu đôm nè, đôm xuống nha. Đôm là cũng như là mình sẽ con cái tàn á tí á mọi người, đặng cho nó lùn, nó tạo nhánh á. Thì cái này là năm thứ 2. Năm thứ 2 thì bây giờ em thấy nó có nụ rất là nhiều rồi, và mọi người cũng có thể mình để bàn mini được ha. Đế nè mọi người, cái chọt á là nó cỡ như ngón út em nè, ngón áp út nè ha cả nhà. Hoặc là có những cây thì cỡ đầu đũa không ăn đó. Nhưng mà em thấy là cây bút bi và ngón tay út và ngón áp út em là nhiều nha. Thì cây á là nó cũng khoảng 36cm, thì cành nhánh là mọi người thấy nó như thế này nè. Về chúng ta để bàn được ha. Ở đây có một cái cây nè, đang nở hoa rất là nhiều nè mọi người. Đây, nó nở hai bông luôn nè cả nhà ha. Thì cây như thế này là 120.000 một cây nha mọi người. Và 4 cây em bao phí vận chuyển ha. Đó, có những cây nè, cái bộ đế hình nó quái ghê chưa. Cả nhà thấy có một số nó cũng mém mém vậy nè cả nhà. Mém vậy là cũng gọi là liền cốt đi nha. Thì nó còn mém tí thôi. Đó, cái loại này chúng ta trồng lại thì rất là ok, chơi Tết cũng được luôn ha cả nhà. Khi mà lãi lá ra thì Tết này cũng có được một ít hoa. Rồi 120.000 một cây luôn. Và 4 cây em bao phí vận chuyển ha. Nó có cái kiểu đế vậy đó nè cả nhà, đế cũ nở. Đó, thân nó to nè ha. Rồi, bên đây nữa nha mọi người. Đây có cây nè cả nhà, thấy nó lùng lùng mà nó có chi cành nhánh ha. Rồi, 10 cây là em tặng một nha. 10 cây là em sẽ tặng một đế nè cả nhà. Đó, 10 cây là em sẽ tặng cho cả nhà mình một cây nha. Chiều cao nè. Rồi ai thích Thủ Đức thì alo em Thủ Đức nha. Rồi em còn hai loại nữa muốn giới thiệu với cả nhà mình. Đó là Tân Châu và Đại Lộc. Thì cái Tân Châu á, đây, Đại Lộc trước đi mọi người. Đại Lộc nụ rất là nhiều nha.
đại lộc nè, nụ nó chi chít rất là nhiều luôn nè cả nhà, tròn vo ấu nu luôn nè đó, 125.000 một cây nha mọi người. 4 cây em cũng bao ship. Cả nhà thấy là em đo chiều cao nè, 1 nè, 2 gang tay em ha, là cũng 35-36cm nha mọi người. Nó có cành nhánh như thế này đây. Và nói chung là mình để bàn được á cả nhà. Cây nó khá là cứng cáp, cứng cỏi vô cùng luôn ha. Thì mọi người nhìn nè, em đo nè đó. Đây, nụ thì rất là nhiều nè. Chúng ta là có cây lên như thế này nè cả nhà, nhìn thấy chi chít rất là nhiều nụ ha. Rồi, thì loại này 125.000 một cây nha mọi người. 125.000 một cây, rất là đẹp ha. Ai thích thì alo em cái đại lộc này nha. Rồi ngoài đại lộc ra thì em còn có là Tân Châu nha mọi người. Cả nhà thấy đại lộc nè, nụ trồng vô nu luôn á. À, cái chọt á, cái chọt của những loại này á thì em xin nhắc lại nha, nó cỡ như ngón giữa, ngón áp út và ngón đó, các ngón tay của Quỳnh nè. Còn đế là đều đế quấn rễ hết nha mọi người. Đế là đế quấn rễ hết, quấn rễ đủ kiểu hết nha cả nhà, củ nở rồi quái hoặc là hình thú vân vân. Rồi đây là Tân Châu nè mọi người, nó cũng form với nhau á, 125.000 luôn ha. Ở đây nó có một bông hoa nè mọi người, 24-36 cánh, màu rất là tươi ha cả nhà. Đó, cả nhà thấy nè, nó có rất là nhiều cái bông nè. Và với cái cây như thế này chúng ta để lên bàn là cực kỳ dễ thương luôn nha cả nhà. Đó, cúc Tân Châu 24-36 cánh ha, 125.000 cây luôn nha cả nhà. Đó, nó một cùng một cái form gốc á. Rồi, thì em vừa giới thiệu với cả nhà mình là 4 loại á. Nếu mà cả nhà mình thích thì alo cho em ha. Mến chào và hẹn gặp lại cả nhà mình video sau rất là nhiều cái mẫu mã khác nữa ha cả nhà.